Mass Mobile chuyên cung cấp các mặt hàng iPhone giá rẻ, chế độ bảo hành chuyên nghiệp, thời gian lâu dài, linh kiện chính hãng, hãy đến Mass Mobile. Chào mừng anh em đã quay trở lại với X Studio. Chỉ còn một vài tuần nữa là Google sẽ ra mắt những chiếc điện thoại tiếp theo thuộc thương hiệu Pixel, con cưng, và hứa hẹn sẽ tiếp tục kế nhiệm những điểm mạnh của các dòng máy tiền nhiệm về nhiều mặt. Với Pixel 4, Google không chỉ thực sự muốn những chiếc điện thoại của mình được nhiều người biết đến hơn, mà quan trọng hơn là còn để khẳng định vị thế đứng đầu trong làng công nghệ của công ty. Vậy thì những chiếc Pixel tiếp theo sẽ có những đặc điểm gì nổi bật? Hãy cùng X Studio điểm nhanh ngay sau đây. Bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là về thiết kế. Google gần như giữ nguyên thiết kế của dòng Pixel kể từ thế hệ đầu tiên, nhưng với Pixel 4, mọi thứ có thể sẽ thay đổi theo xu thế của thị trường smartphone hiện tại. Hồi tháng 6, Google đã xác nhận rằng Pixel 4 sẽ có thiết kế mặt lưng đơn giản hơn, không còn chia đôi làm hai bảng màu với hai kiểu hoàn thiện nửa nhám nửa kính như trước đây nữa. Pixel 4 đơn thuần sẽ có mặt lưng kính và có thể chỉ một màu thay vì nhiều màu đổi sắc như là xu hướng mà Huawei đã tạo ra và nhiều nhà sản xuất smartphone đang nối gót. Thế nhưng thiết kế cụm camera trên Pixel 4 lại khá giống với Mate 20 của Huawei, hình vuông chứa nhiều camera bao gồm cả đèn flash LED. Nhiều thông tin cho rằng Pixel 4 sẽ có 3 camera, trong đó sẽ có một cảm biến time of flight cũng như là một camera góc siêu rộng. Cụm camera này đặt lệch góc và bố cục các camera bên trong theo hình dấu cộng thay vì cân xứng như là Mate 20 hay là chéo như là iPhone XE. Từ đó nó tạo ra một điểm nhận dạng riêng cho Pixel 4. Trong khi đó, ở mặt trước của Pixel 4 sẽ là lần đầu tiên đánh dấu việc thay đổi triệt để về thiết kế của Google. Không còn những lối thiết kế tầm thường như là Pixel 1 và 2, không còn sự bắt chước iPhone đến quá lố như là Pixel 3 XL, mà thay vào đó, Pixel 4 sẽ có một màn hình liền lạc cùng phần cạnh đáy với viền siêu mỏng và phần chán rô khá giống những chiếc Bphone 3 của anh Quảng đẹp trai hay những chiếc Xperia 1 của Sony vậy. Công ty có lý do để làm như vậy bởi phần chán của Pixel 4 sẽ bao gồm rất nhiều linh kiện đặc chủng như là radar quét vật thể Project Soli hay là cụm cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D. Thứ hai là về cấu hình. Theo các dữ liệu đã được dò dỉ thì nhiều khả năng là Pixel 4 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 855 của Qualcomm thay vì Snapdragon 855 cộng mới hơn. Lý do chính là Google đã nghiên cứu Pixel 4 từ rất lâu trước khi Qualcomm giới thiệu con chip mới, cũng như là công ty Mỹ không có ý định biến điện thoại của mình thành máy chơi game làm gì cả. Về thông số bộ nhớ, Pixel 4 sẽ có 6GB RAM thay vì 4GB như dòng Pixel 3. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng Google nên trang bị RAM 8GB để đảm bảo hiệu năng qua thời gian. Thứ ba là về tính năng đặc chủng mới như là Project Soli. Kể từ năm 2015, Google đã công bố dự án Project Soli, một con chip được thiết kế đặc biệt cho phép bạn điều khiển thiết bị bằng các cử chỉ tay, không cần chạm vào màn hình. Mặc dù dự án này đã được phát triển trong nhiều năm qua, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thấy Google ứng dụng nó trên bất cứ sản phẩm nào, nhưng khả năng là Pixel 4 sẽ hỗ trợ công nghệ này. Cách đây không lâu, tài khoản Twitter nổi tiếng Onlix cũng đăng tải một hình ảnh mô tả về cảm biến Soli Radar trên Pixel 4. Nó nằm tại viền trên và đây có thể là thứ khiến cho Pixel 4 khác biệt với đám đông. Tuy nhiên, tính thực tế của Project Soli đến giờ vẫn đang bị đặt dấu hỏi, bởi thực sự công nghệ cảm biến không cần chạm để điều khiển màn hình đã được nhiều công ty khác ứng dụng từ rất lâu rồi, như là Samsung đã có trên chiếc Galaxy S4 cách đây cả nửa thập kỷ, nhưng rồi phải từ bỏ vì quá dở và không thiết thực. Thứ tư là khả năng hỗ trợ 5G. Ngày một nhiều các flagship hỗ trợ mạng 5G, trước sự thúc đẩy của các nhà mạng cũng như là sự ảnh hưởng của các nhà sản xuất thiết bị, 5G được xem là một trong những thứ sẽ khiến người dùng hứng thú trở lại với smartphone, từ đó mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên, Google thường không ứng dụng ngay các công nghệ mới trên điện thoại, kể từ dòng Nexus đến Pixel. Thành ra, không có nhiều khả năng là Pixel 4 sẽ hỗ trợ hoặc là có phiên bản 5G. Hạ tầng 5G vẫn chưa hoàn chỉnh và độ phủ không lớn. Chưa kể là việc hỗ trợ mạng 5G sẽ cần đến những thay đổi đáng kể về phần cứng, đặc biệt là việc phải thiết kế lại và thêm không gian cho antenna. Cuối cùng là thời gian ra mắt và mức giá. Google thường ra mắt Pixel mới vào đầu tháng 10, tức là từ thời điểm video này được ném vào mặt anh em thì sẽ còn khoảng 6 tuần nữa để chúng ta đoán mò thêm về chiếc Pixel 4. Như vậy sẽ còn nhiều thời gian để Google thực hiện những điều chỉnh hay là thậm chí là thay đổi lớn trên một thiết bị. Nên những gì chúng ta biết về Pixel 4 vẫn chưa chắc chắn. Nếu theo lộ trình cũ thì Pixel 4 ra mắt đầu tháng 10 và sẽ lên kệ trong 2 tuần sau đó. Về mức giá, có vẻ như là Pixel 4 sẽ không có nhiều thay đổi về mức giá so với thế hệ tiền nhiệm, tức vẫn từ $850 cho chiếc Pixel 4 tiêu chuẩn và $950 cho chiếc Pixel 4 XL cỡ lớn. Đây hoàn toàn không phải là mức giá rẻ và rõ ràng Google xác định Pixel 4 sẽ cạnh tranh thẳng mặt với những Apple iPhone 11, 11 Max hay là Samsung Galaxy Note 10 cộng hoặc là Huawei Mate 30 Pro. Trên đây là những đánh giá nhanh của X Studio về chiếc Pixel 4 mà Google sẽ ra mắt trong thời gian tới. Anh em có bất kỳ ý kiến gì thì có thể comment ở bên dưới nhé. Đừng quên like, subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.